Huyện đoàn Thọ Sơn hôm qua phối hợp với xã Mỹ Phú Đông tổ chức khánh thành công trình đoạn đường thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông. Công trình đoạn đường thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Theo đó, công trình được lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời với chiều dài 2 km trên địa bàn ấp Tân Mỹ. Bên cạnh đó còn lắp đặt cờ nước và hệ thống pano tuyên truyền trên các trụ đèn. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 57 triệu đồng, trong đó tỉnh đoàn hỗ trợ 28,5 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Dịp này, Ủy ban dân xã Mỹ Phú Đông tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành công trình đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường nông thôn mới.